cô Hương Phương xin chào tất cả các em. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết học luyện nghe nữa của phần TOEIC Part 3. Ở phần TOEIC Part 3 này thì cô thấy là có rất nhiều bạn lúng túng với phần luyện nghe Part 3 này. Bởi vì sao? Trong bài thi TOEIC format mới thì phần này có thể nói là cái phần mà bị nâng cái độ khó lên nhiều nhất trong số cả 4 parts của bài thi TOEIC. Thực tế là ở bài thi TOEIC format cũ, phần này cũng vẫn là phần khó nhất cơ. Lý do tại sao? Lý do là bởi vì là ở phần Part 3 này có một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta không phải là cứ nghe thấy cái từ gì mà lựa chọn một đáp án giống như thế mà nó là một đáp án chính xác, mà chúng ta sẽ cần phải hiểu cái câu chuyện, hiểu cái cốt lõi bản chất câu chuyện của người ta thì mình mới lựa chọn đáp án trả lời đúng cơ. Và vì thế nên là nó thực sự là nghe hiểu, nó là listening comprehension. Nó phải là nghe hiểu, mình phải hiểu ấy, mình phải comprehend được nó thì mình mới trả lời được câu hỏi. Còn nếu như mình chỉ là nghe đập cái chữ gì vào tai là mình lựa chọn thôi thì trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ bị chọn sai. Thế nhá, để nghe tốt ấy thì chúng ta sẽ cần phải có từ vựng và chúng ta nghe nhiều những cái bài hội thoại trong một cái chủ đề nào đó thì chúng ta sẽ nâng dần cái khả năng nghe của mình lên. Miễn là chúng ta cứ có từ vựng này và tập nghe dần là chúng ta sẽ nghe được thôi. Vì thế chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Và trong tiết học ngày hôm nay thì cô Phương sẽ giúp chúng ta nâng cao hơn cái kỹ năng nghe của mình với một phần rất khó, đó là TOEIC Part 3, Short Conversations, hội thoại ngắn. Và ở đây thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề, đó là một cái chủ đề cũng thi rất là nhiều trong TOEIC, đó chính là Shopping and Entertainment, đó là cái chủ đề mua sắm. Và chúng ta biết rằng là với một người bình thường thì không ai có thể thoát khỏi cái chủ đề này, đúng không? Ai mà chẳng phải đi shopping hàng tuần, đúng không nhỉ? Và entertainment cũng vậy, đi giải trí, đúng không? Chúng ta cũng luôn luôn là phải giải trí, đúng không ạ? Nếu không thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là boring. Ok, trong tiết học ngày hôm nay thì đầu tiên là mình sẽ cùng ôn tập một số những cái từ vựng trước. Common words and phrases. Chúng ta có một số những cái cụm như sau. Và đây cũng là những cái cụm mà sẽ có trong cái bài nghe hôm nay của chúng ta. Vì thế nên là các em hãy học thuộc các cái từ vựng này trước khi mình tiếp tục học nhá. Nào, cô có những từ như sau. Từ hoặc là cụm từ các em nhá. Cụm đầu tiên, in high demand, có nghĩa là có nhu cầu cao. Ok. Tiếp theo, in stock, có nghĩa là còn hàng. Place an order, nghĩa là đặt hàng. Ring up your purchase, tức là ghi tổng số tiền trên cái máy thu ngân. Đây là một cái cụm khá là chuyên biệt trong TOEIC, đó là mình ghi tổng số tiền lên cái máy thu ngân, nó bật lên ấy để mình nhìn được nó là một cái tổng tiền là bao nhiêu. Ring up your purchase. Delivery vehicle là xe giao hàng. Catering business, đó là cửa hàng phục vụ ăn uống, với cái động từ cater. Động từ cater đi với giới từ for, mang nghĩa là phục vụ ăn uống cho một cái dịp gì đó. Cô lấy ví dụ như là các cái tiệc cưới chẳng hạn, hoặc là các cái tiệc tổ chức công ty, toàn bộ công ty chẳng hạn, thì người ta sẽ hay có cái gọi là catering. Catering, ví dụ như là có một cái công ty để cater for, đúng không ạ? Để phục vụ ăn uống cho những cái buổi tiệc hoặc là tiệc cưới như thế, người ta dùng được cater for. Và một cái ngành kinh doanh phục vụ như vậy người ta gọi là catering business. Tiếp tục nhá, compact là nhỏ gọn. Cái từ này thì người ta hay dùng với những cái gì? Ví dụ như là người ta dùng là compact disc, là đĩa ấy, đúng không? Đĩa nén ấy ạ, đúng không ạ? Hoặc là người ta dùng những cái một đĩa này, hoặc là pin này, đúng không ạ? Nhỏ gọn ha. Tiếp tục, get seats, đặt chỗ ngồi. To be on a cruise ship là trên một chiếc du thuyền ở trên sông. Người ta có từ cruise, cruise ship, du thuyền trên sông nhá. Tiếp tục ạ, spectacular, từ này có nghĩa là rất là hoành tráng, tính từ hoành tráng hoặc là đẹp, spectacular. Và tiếp tục, order replacement, tức là đặt một cái hàng thay thế, đặt một cái hàng thay thế nhá. Packing slip là phiếu giao hàng, ok, phiếu đóng gói ạ, packing slip. Rồi tiếp nhá, discontinued, đây là phân từ mang nghĩa là ngưng sản xuất, ngưng tiếp tục một cái mặt hàng nào đó. Give somebody a refund là hoàn tiền, refund nhé. Ở trong các cái cửa hàng ấy thì người ta thường hay có những cái chính sách, đó là có thể là đổi trả hàng hoặc là hoàn lại tiền. Thì mình hay có hai cái dạng, thứ nhất đó là refund là hoàn tiền, và thứ hai đó là thay thế, replacement. Đó là ví dụ như là tôi gặp một cái hàng nó bị defective, nó bị hỏng hóc hay bị lỗi chẳng hạn, defective, thì mình mang quay trở lại cửa hàng có thể là sẽ được
replacement, thay thế cho một cái khác, hoặc là refund, hoàn lại tiền. Đúng không ạ? Thế nhá. Transaction, đó là sự giao dịch. Compartment là cái ngăn, một cái ngăn hoặc là một cái gian nào đấy. Compartment. Make a purchase là mua hàng. Và be supposed to do something, tức là được cho là sẽ làm gì. Chúng ta sẽ cùng đọc lại giúp cô các từ vựng trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta nhé. Mình sẽ đọc to theo cô Phương. Và mình đọc to và mình cố gắng nhớ nghĩa của các cái từ này nhé. In high demand, in stock, place an order, ring up your purchase, delivery vehicle, catering business, compact, get seats, be on a cruise ship, spectacular, order replacement, packing slip, discontinued, give somebody a refund, transaction, compartment, make a purchase, be supposed to do something. Ok nhá. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bài tập luyện nghe đầu tiên cho tiết học ngày hôm nay của chúng ta các em nhá. Ở bài luyện nghe này thì chúng ta sẽ cùng nghe và điền vào một cái đoạn script sau đây của một bài TOEIC Part 3. Nào, nghe điền vào chỗ trống như thế này là một cái cách để kiểm tra từ mới. Được chưa? Và đồng thời mình tập làm quen với các cái bài hội thoại trước. Đấy, xong sau đấy thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của Part 3 sau. Khi mà mình đã luyện tập được nhiều bài rồi, sau đó mình quen với các từ vựng và quen với các cái bài hội thoại, những cái topic như thế này rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thử nghe một cái bài mới. Đấy, thì đấy là cái cách mình luyện nghe Part 3. Và bây giờ thì ở cái bài đầu tiên này, cô muốn chúng ta hãy thử nghe và điền giúp cô vào cái đoạn script sau đây của một bài TOEIC Part 3 nhé. I'm glad your store carries the new EPG8 smartphone. I've been waiting a long time to get it. Yes, there's been a lot of interest in this phone. What colors does it come in? 3, white, black, and gold. However, since the phone has been in such high demand, our store doesn't have all 3 colors in stock now. Oh, what colors do you have? Let's see. We have black phones, but no white or gold. We can place an order from the warehouse. The black phone looks nice. I think that's the one I'll get. Okay. Follow me to the register and I'll ring up your purchase. Then I'll activate the device for you. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Câu đầu tiên, I'm glad your store carries the new EPGA smartphone. I've been waiting a long time to get it. Tôi rất là vui rằng là gì? Cái cửa hàng của bạn là đã có được cái loại điện thoại thông minh gì? EPG8 mới, và tôi đã chờ đợi rất là lâu để có được nó. Yes, there's been a lot of interest in this phone. Vâng, gần đây có rất là nhiều những mối quan tâm đối với lại cái dòng điện thoại này. What colors does it come in? Nó có cái màu gì? 3, white, black, and gold. However, since the phone has been in such high demand, our store doesn't have all 3 colors in stock now. Có 3 màu, màu trắng, màu đen và màu vàng. Tuy nhiên màu vàng đấy, vàng đồng ấy, đúng không? À, vàng màu vàng đồng đúng không nhỉ? Tuy nhiên bởi vì là cái từ since này các em sẽ dịch là vì nhá. Bởi vì là cái điện thoại này là đang có cái đang được gọi là nhu cầu cao đúng không? Mọi người hỏi cao cái nhu cầu cao để mua cái điện thoại này, nên là cửa hàng chúng tôi không có tất cả 3 màu này ở trong kho. What colors do you have? Ồ, thế thì bạn có cái màu gì? Let's see. We have black phones, but no white or gold. We can place an order from the warehouse. Để tôi xem nào. Chúng tôi có chiếc điện thoại màu đen, thế nhưng mà không có màu trắng hoặc là màu vàng. Chúng tôi có thể đặt hàng từ cái nhà kho. The black phone looks nice. I think that's the one I get. Cái màu đen trông đẹp đấy. Tôi nghĩ rằng là tôi mua màu đen cũng được. Okay, follow me to the register and I will ring up your purchase. Then I active the device for you. Ok, vậy thì hãy theo tôi đến cái quầy đăng ký hoặc là quầy gọi là quầy để thanh toán đấy, đúng không ạ? Và tôi sẽ ghi cái khoản tiền của bạn lên trên, có khoản tiền mua hàng của bạn đúng không? Lên trên máy, và sau đấy thì tôi sẽ bóc cái thiết bị này ra và cho nó hoạt động, ấy, kích hoạt cái thiết bị này cho bạn. Đồng ý không ạ? Đấy nhá. Thì các em có thể thấy rằng là ở bài thi TOEIC format mới nhá, thì những cái bài hội thoại của chúng ta là cái số lượt nói sẽ nhiều hơn so với TOEIC format cũ. Ở đây các em có thể thấy rằng là nó có đến mấy lượt? Một lượt này, hai này, hai người nói với nhau này, đúng không ạ? Một, hai,
3, 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 và 8. Phải lên tới 8 lượt hai người nói với nhau. Còn trong khi đó ở cái trick format cũ ấy, thì nó chỉ có đến 4 lượt là cùng thôi, đúng không ạ? Còn ở trick format mới thì cái số lượt của cái bài hội thoại nó sẽ nhiều hơn như thế này. Vậy thấy là có khá là nhiều lượt. Ok nhá. Nào, bây giờ mình sẽ cùng đến với cái bước thứ hai trong việc luyện nghe của chúng ta. Đó là bây giờ các em sẽ nghe và tập dịch lại cái đoạn nghe vừa rồi của chúng ta nhá. Tập dịch lại như là cô vừa mới dịch của chúng ta đấy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tập dịch lại giúp cô theo hệ thống máy tính. Các em sẽ nghe và tập dịch lại, đồng thời là hãy thật ghi nhớ cái nghĩa của các cái cụm từ, cái cụm từ mới trong cái đoạn script vừa rồi nhá. I'm glad your store carries the new EPG8 smartphone. I've been waiting a long time to get it. Yes, there's been a lot of interest in this phone. What colors does it come in? 3, white, black, and gold. However, since the phone has been in such high demand, our store doesn't have all 3 colors in stock now. Oh, what colors do you have? Let's see. We have black phones, but no white or gold. We can place an order from the warehouse. The black phone looks nice. I think that's the one I'll get. Okay. Follow me to the register and I'll ring up your purchase. Then I'll activate the device for you. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại bài hội thoại này một lần nữa. Và chắc chắn là chúng ta cũng đã quen với nghĩa của cái bài này rồi. Và bây giờ mình sẽ nghe và trả lời câu hỏi nhé. Với đoạn hội thoại vừa rồi, cô muốn chúng ta trả lời 3 câu hỏi như sau. Ở bài Hit to X thật thì các em sẽ có thể gặp những câu hỏi liên quan đến bài hội thoại vừa xong như thế này. Câu hỏi thứ nhất, đó là những cái người nói ở đây là thảo luận về cái gì? Câu hỏi thứ hai là cái người đàn ông hỏi về cái gì? Và cái thứ ba đó là người phụ nữ có khả năng nhất là sẽ làm gì tiếp theo? Ok nhá. Nào chúng ta sẽ nghe lại bài hội thoại này một lần nữa và trả lời giúp cô 3 câu hỏi này nhé. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. I'm glad your store carries the new EPG8 smartphone. I've been waiting a long time to get it. Yes, there's been a lot of interest in this phone. What colors does it come in? 3, white, black, and gold. However, since the phone has been in such high demand, our store doesn't have all 3 colors in stock now. Oh, what colors do you have? Let's see. We have black phones, but no white or gold. We can place an order from the warehouse. The black phone looks nice. I think that's the one I'll get. Okay. Follow me to the register and I'll ring up your purchase. Then I'll activate the device for you. Number 32. What are the speakers discussing? Number 33. What does the man ask about? Number 34. What will the woman most likely do next? Alright, và bây giờ sẽ là đáp án ạ. Người nói ở đây là đang nói chuyện về chiếc điện thoại, đúng không nhỉ? Mobile phone. Cái thứ hai là người ông đang hỏi ở đây về gì? Chúng ta có giá này, có tuổi thọ của pin này, có bảo hành này và có những cái sự lựa chọn về màu sắc. Thế đây đang nói về màu sắc đúng không? Color options, khá là dễ. Và bây giờ người phụ nữ làm gì tiếp theo? Thứ nhất là yêu cầu một số những cái phản hồi, feedback, liên lạc với lại là kỹ thuật viên, technician, complete a transaction, tức là hoàn tất một cái giao dịch, hay là tạo ra một cái hồ sơ trực tuyến. Thế đây chắc chắn là sẽ là complete a transaction, đúng không nhỉ? Thì các em có thể thấy nhá, cái transaction đây là gì?
Trong bài không có đề cập đến từ transaction. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng là ok, bây giờ ông đi cho tôi đến cái register. Và sau đấy là tôi sẽ ring up your purchase. Và sau đấy là tôi sẽ active the device. Thì chứng tỏ là muốn complete cái transaction. Rồi sau đó là sẽ giao cái mặt hàng này cho khách, đúng không? Như vậy sẽ là complete a transaction. Ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ cùng đến với bài luyện nghe số 2. Và bài số 2 này chúng ta cũng sẽ bắt đầu với bước đầu tiên. Đó là nghe và điền giúp cô vào đoạn script sau đây. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business, one that will keep the food hot or cold. You've come to the right place. We have a lot of vehicles that'll suit your needs, and they all include heating and refrigeration compartments. Great. But my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Our Series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Ok, chúng ta sẽ cùng chữa bài các em nhé. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business. One that will keep the food hot or cold. Xin chào, tôi đang tìm để mua một cái loại xe vận chuyển hàng cho cái dịch vụ phục vụ đồ ăn uống của tôi. Cái loại xe nào mà có thể giữ được thức ăn nóng hoặc là lạnh đấy, đúng không? Vậy là cần một cái loại xe cao cấp hơn, đúng không? Ok nhá. You've come to the right place. Bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Ơi, đúng là giọng một cái người bán hàng đúng không? You've come to the right place. Đến đúng nơi rồi đấy. We have a lot of vehicles that will suit your needs. And they all include heating and refrigeration compartments. Đến đúng nơi rồi đấy. Là chúng tôi có rất nhiều những cái loại xe mà phù hợp với nhu cầu của bạn. Nào phù hợp mình dùng từ suit. Ok, phù hợp với nhu cầu của bạn nhé. Và đều có là những cái ngăn compartments, những cái ngăn là đựng đồ để nóng, chữ nóng hoặc là chữ lạnh. Được chưa? Heating and refrigeration compartments. Great, but my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Tuyệt đấy. Thế nhưng mà những cái đơn hàng đồ ăn uống của tôi thì thường khá là nhỏ thôi, vì thế tôi không cần một cái gì đấy nó quá là to. Our series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Nào, cái dòng xe của chúng tôi, dòng xe 10 xe tải thì thường rất là nhỏ gọn, compact. Có một vài cái ở trong bãi đậu xe, sao ông không thử lấy thử ra mà lái thử xem? Đúng không ạ? Ok nhá. Như vậy là một cái bài khá là ngắn, chỉ có 4 lượt nói thôi. Khá là giống với TOEIC format cũ, đúng nhỉ? Và các em nhớ giúp cô này, TOEIC format mới ấy, thì mình có 13 cái bài hội thoại trong phần part 3 này. Thì trong đấy mình sẽ có 3 bài là có thêm cả những cái tranh để chúng ta trả lời các cái câu hỏi vừa nghe và vừa liên quan đến tranh. Trong những cái bài còn lại thì cũng sẽ có những cái bài lượt nói dài và có những bài lượt nói ngắn. Người ta không có quy định cụ thể nào về việc là phải là bao nhiêu bài nói dài và bao nhiêu bài nói ngắn. Ok nhá. Thì ở đây các em lưu ý giúp cô là đây là một cái bài có 4 lượt nói bình thường, khá là giống với TOEIC format cũ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tập dịch lại cái bài nghe này các em nhé. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business, one that will keep the food hot or cold. You've come to the right place. We have a lot of vehicles that'll suit your needs, and they all include heating and refrigeration compartments. Great. But my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Our Series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi các em nhé. Với bài nghe vừa rồi, chúng ta sẽ trả lời giúp cô 3 câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, what is the purpose of the man's visit? Mục đích của cái chuyến viếng thăm của người đàn ông là gì? Câu hỏi số 2, what is the man's job? Nghề nghiệp của người đàn ông là gì? Và câu hỏi thứ 3 đó là what does the woman suggest the man to do? Đó là người phụ nữ gợi ý người đàn ông làm gì? Và chúng ta sẽ nghe lại bài hội thoại này một lần nữa và trả lời giúp cô 3 câu hỏi này nhé.
Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business, one that will keep the food hot or cold. You've come to the right place. We have a lot of vehicles that'll suit your needs, and they all include heating and refrigeration compartments. Great. But my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Our Series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Number 41. What is the purpose of the man's visit? Number 42. What is the man's job? Number 43. What does the woman suggest the man do? Alright, và bây giờ sẽ là đáp án các em nhé. Câu số 1, mục đích của cái chuyến viếng thăm của người đàn ông ở đây là gì? Đáp án A, yêu cầu hoàn tiền. Đáp án B, sửa chữa thiết bị. Đáp án C, đáp án C là mua hàng. Và đáp án D đó là để mà thả một số những cái mặt hàng. Thì ở đây là mua đúng không? Muốn mua xe đúng không? Vậy mình sẽ dùng đáp án đúng là đáp án C. To make a purchase, muốn mua. Mua một cái xe vận chuyển đúng không? Một cái delivery vehicle. Câu số 2, what is a man's job? Nghề nghiệp của người đàn ông là gì? Đáp án A, caterer. Đáp án B, electrician. Đáp án C, car mechanic. Và đáp án D là supermarket manager. Caterer là người phục vụ đồ ăn uống. Đáp án B đó là thợ điện. Đáp án C là người thợ cơ khí sửa xe ô tô. Và đáp án D đó là quản lý của một cái siêu thị. Đúng không? Thì ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ là caterer. Đó là người cung cấp vào cái dịch vụ ăn uống đúng không ạ? Và câu số 3, what does a woman suggest a man to do? Người phụ nữ gợi ý người đàn ông làm gì? Đáp án A, nói chuyện với một người giám sát. Đáp án B, đậu xe ở một địa điểm khác. Đáp án D là hãy copy một cái biên lai hóa đơn. Và đáp án D đó là lái thử xe. Đương nhiên đây sẽ là đáp án D đúng không? Vì trong bài nói rằng là có một vài cái xe ở trong cái bãi đậu xe, trong cái parking lot. Why don't you take one? Okay? Sao bạn không lấy thử đi ra đúng không? Why don't you take one out for a drive? Như vậy là gợi ý người đàn ông ở đây là làm sao đây ạ? Drive a vehicle, thử lái thử xem như thế nào, đúng không ạ? Ok, nào bây giờ mình sẽ cùng đến với bài số 3. Ở bài số 3 này, trước tiên chúng ta cũng sẽ nghe và điền vào đoạn script sau nhé. Hi Eunice, I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas for activities? Oh, that's too bad. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harbour View Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. I've heard of that ship, and the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much the dinner cruise would cost? Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Hi Eunice, I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas or activities? Xin chào Eunice, tôi đã gọi điện để lấy chỗ cho cái vở kịch mà chúng tôi muốn đưa những cái đồng nghiệp từ Paris tới, hay nhưng mà lại không còn vé. Bạn có bất kỳ ý tưởng nào cho một cái hoạt động nào khác hay không? Oh, that's too bad. Thật là tệ quá nhỉ. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harbour View Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. Oh, tệ quá nhỉ. Thời tiết cuối tuần thì được cho là khá là đẹp. Hay là đưa họ đi ra ngoài ăn tối ở cái nhà hàng View Cảng được không? Nó sẽ là ở trên một cái tàu du thuyền ở phía sông trước. Trước sông đấy. Và tôi đã từng đưa mọi người đến đây rồi. I've heard of that ship and the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much a dinner cruise would cost? Tôi đã nghe về cái chuyến đi này, về cái tàu này rồi. Và cái cảnh mà xem cảnh quan thành phố từ cái sông này được cho là rất là tráng lệ. Bạn có thể vui lòng là tìm hiểu xem là cái bữa ăn tối ở trên cái du thuyền này sẽ là mất bao nhiêu tiền được không?
Đúng nhỉ? Như vậy là người ta đưa ra về những cái cách để mà mình giải trí đúng không? Entertainment. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng tập dịch lại cái bài nghe này các em nhé. Hi Eunice, I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas for activities? Oh, that's too bad. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harborview Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. I've heard of that ship. And the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much the dinner cruise would cost? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại một lần nữa và trả lời giúp cô ba câu hỏi sau đây. Câu hỏi đầu tiên, what problem does a man mention? Người đàn ông ở đây đang đề cập đến cái khó khăn rắc rối gì? Và câu hỏi số 2, what does a woman suggest offering their colleagues? Người phụ nữ gợi ý là sẽ cung cấp cho những cái người đồng nghiệp ở đây là cái gì? Cái hoạt động gì khác đúng không? Và câu số 3, what does a man ask a woman to do? Người đàn ông yêu cầu người phụ nữ làm gì? Có nhiều bạn là không cần phải nghe bài hội thoại cũng có thể lựa chọn đáp án rồi đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta vẫn cứ nghe lại một lần nữa giúp cô nhé. Mình nghe và mình lựa chọn giúp cô đáp án đúng ở trong bài này. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi Eunice, I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas for activities? Oh, that's too bad. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harborview Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. I've heard of that ship, and the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much the dinner cruise would cost? Number 50. What problem does the man mention? Number 51. What does the woman suggest offering their colleagues? Number 52. What does the man ask the woman to do? Ok, và bây giờ sẽ lại đáp án các em nhé. Câu hỏi đầu tiên, cái problem ở đây đó là gì? Cái đặt chỗ này không chính xác, hay là chuyến đi công tác bị hủy, bị hoãn, hay là một cái sự kiện này bị hết vé, hay là thẻ tín dụng không được chấp nhận ạ? Thì đáp án đúng ở đây đương nhiên là đáp án C đúng không? Cái sự kiện bị hết vé là bởi vì mình muốn get seats for the play, muốn lấy chỗ cho một cái vở kịch nhưng mà nó bị hết mất, no tickets left. Và câu số 2, người phụ nữ gợi ý là sẽ cung cấp cho những cái, tức là sẽ mời những cái người đồng nghiệp này đi đâu. Thì đương nhiên sẽ là một cái gì? Một cái dinner on a boat, đúng nhỉ? Một cái cruise ship, đúng nhỉ? Dinner cruise, dinner ship. Hotel upgrade là nâng cấp khách sạn. Tickets to a sporting event là vé tới một cái sự kiện thể thao. Còn đáp án đi đó là cái voucher quà tặng cho một cái cửa hàng. Thì không phải nhé. Và câu số 3, đó là người nông yêu cầu người phụ nữ làm gì? Đáp án A, liên lạc với một đại lý du lịch. Đáp án C, tìm hiểu thêm thông tin về giá vé. Đáp án D đó là thanh toán trước. Và đáp án D đó là sắp xếp về chỗ đi lại. Thì tuy nhiên ở đây đó là muốn tìm hiểu xem là cái này mất bao nhiêu tiền đúng không? Would you mind finding out how much would a dinner trip would cost? Thì ở đây sẽ là research, pricing, information. Ok không ạ? Ok nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cùng luyện tập thêm một bài nữa trước khi chúng ta đến với phần practice các em nhá. Nào, phần đầu tiên là các em cũng sẽ nghe và điền giúp cô vào bài script sau đây. I can help the next customer. Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacements online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only 3 soup bowls were included instead of 6. I'm sorry about that. Can I see your packing slip?
Yes, here it is. Unfortunately, this dish pattern's being discontinued. You got our last three bowls with that pattern. So what I can do is give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the three you received for free. Thanks. I appreciate that. Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. I can help the next customer. Xin mời hành khách tiếp theo. Xin mời khách hàng tiếp theo. Đúng không? Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacement online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only three soup bowls were included instead of six. Xin chào, tôi chuyển nhà gần đây và đã làm vỡ một vài cái đĩa trong quá trình vận chuyển. Tôi đã đặt hàng thay thế trực tuyến từ cửa hàng của bạn và chúng đã được giao vào ngày hôm qua. Nhưng cái vấn đề ở đây là chỉ có mỗi 3 cái bát súp được giao thôi, thay vì là 6 cái. I'm sorry about that. Can I see your packing slip? Tôi xin lỗi về điều này, tôi có thể xem cái phiếu giao hàng được không? Yes, here it is. Vâng, đây nó đây. Unfortunately, the dish pattern's been discontinued. You got our last three bowls with that pattern. So what I can do is to give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the three you receive for free. Thanks, I appreciate that. Không may là cái mẫu đĩa này của chúng tôi là bị hết hàng rồi, không có sản xuất tiếp nữa, đúng không ạ? Và ông ở đây là đang có ba cái bát ấy, cuối cùng về cái mẫu mã này. Vì thế mà cái điều tôi có thể làm ở đây đó là hoàn tiền lại cho ông cho tổng chi phí của tất cả những cái bát này và ông có thể giữ ba cái mà ông nhận được miễn phí. Wow. What a service. Một cái dịch vụ gì đây? Tôi có nghe nhầm vào tai không đây? À, cái dịch vụ rất là tốt như này đúng không? Tôi hoàn lại tiền. Đồ ông cứ giữ lấy. Đúng không nhỉ? Thanks, I appreciate that. Cảm ơn, tôi đánh giá rất là cao cái điều này, đúng không ạ? Ok nhá. Thì đây chính là một cái bài nghe của Patry và các em cũng thấy rằng là nó rất là quen với đời sống của chúng ta, đúng không ạ? Ok nhá. Và bây giờ các em sẽ cùng dịch lại giúp cô cái bài nghe này nhá. I can help the next customer. Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacements online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only three soup bowls were included instead of six. I'm sorry about that. Can I see your packing slip? Yes, here it is. Unfortunately, this dish pattern's being discontinued. You got our last three bowls with that pattern. So what I can do is give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the three you received for free. Thanks. I appreciate that. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại cái bài hội thoại này và trả lời giúp cô bài nghe sau đây. Các em có thể thấy là ở đây chúng ta đang có một cái biên lai, đúng không ạ? Và cái biên lai ở đây ghi rất là rõ rằng là gì đây ạ? Có cái số lượng như thế này và mẫu mã như thế này, giá tiền như thế kia, đúng không nhỉ? Đấy, đây là cái đơn hàng là như thế này và chúng ta có 3 câu hỏi nhá. Câu hỏi thứ nhất đó là người phụ nữ nói rằng là cái điều gì đã xảy ra khi mà bài vận chuyển, đúng không ạ? Và câu số 2 là tại sao người phụ nữ cần sự trợ giúp? Và câu số 3 là hãy nhìn vào cái biểu đồ xem là người phụ nữ sẽ được hoàn tiền bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Như vậy rõ ràng với câu hỏi số 3 này mình vừa phải nghe và mình vừa phải nhìn vào cái thông tin này để mình có thể trả lời được câu hỏi, đúng không em? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and packing slip. I can help the next customer. Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacements online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only three soup bowls were included instead of six. I'm sorry about that.
Can I see your packing slip? Yes, here it is. Unfortunately, this dish pattern's being discontinued. You got our last three bowls with that pattern. So what I can do is give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the three you received for free. Thanks. I appreciate that. Number 62. What does the woman say happened when she moved? Number 63. Why does the woman need assistance? Number 64. Look at the graphic. How much money will the woman be refunded? Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Bài này là gì? Người phụ nữ nói rằng là cái chuyện xảy ra khi mà đi vận chuyển đồ đúng không? Là gì? Đáp án A là bị tính phí cao hơn cho một dịch vụ, không phải nhá. Đáp án B là một cái hộp đã bị nhầm, đúng không ạ? Cũng không phải nhá. Là cái việc giao hàng là bị gửi tới địa chỉ sai thì cũng không phải nhá. Đáp án D là một vài mặt hàng đã bị bể. Cái này đúng này. Đó là cái bát súp đúng không nhỉ? Cái bầu mà nó bị bể đúng không ạ? Và câu số 2 đó là tại sao lại cần sự trợ giúp, với đáp án A là cô ấy không thích những thứ mà cô ấy đã mua, hay là không thể truy cập được vào website, hay là nhận được một đơn hàng thiếu. Cái này đúng này. Nhận được đơn hàng thiếu bởi vì là order là 6 cái nhưng mà nhận được có 3 thôi đúng không ạ? Đáp án D đó là đã mất cái bản copy của cái biên lai thì cũng không phải. Đáp án của câu số 3 là gì? Hãy nhìn vào cái bảng đúng không nhỉ? Và nó họp và xem ra là cái người phụ nữ này sẽ được hoàn tiền bao nhiêu. Chúng ta biết rằng là nhìn vào cái bảng này mình thấy rằng là cái 6 cái bát súp đây đúng không ạ? Người ta nói rằng người ta sẽ hoàn tiền lại 6 cái bát súp này và cứ giữ lại bát mà dùng. Bởi vì 3 cái bát này là 3 cái cuối cùng rồi, bọn tôi discontinue cái hàng này rồi đúng không ạ? Vậy thì cái số tiền được hoàn lại là số tiền toàn bộ của 6 cái bát này đúng không? Nó sẽ là 36 đô. Thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án B đúng không nhỉ? Đấy. Như vậy những câu hỏi như câu hỏi số 3 này sẽ là những cái câu rất là đặc trưng của TOEIC Part 3, TOEIC Part 3 New Format. Các em nhá, New Format nó sẽ là như thế này. Và các em sẽ cần phải làm sao mà mình nghe được cái câu chuyện ấy, và phải kết hợp với những thông tin mình nhìn thấy để mình lựa chọn, thì mình mới lựa chọn đáp án chính xác cho những câu như thế này. Ok không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp sang cái phần cuối cùng tiết học ngày hôm nay của chúng ta. Đó sẽ là phần luyện tập các em nhé. Ở phần luyện tập này thì cô có hai bài hội thoại liên quan đến chủ đề Shopping and Entertainment. Các em hãy nghe và làm giúp cô hai cái bài hội thoại này. Ok nhá. Mình làm xong chúng ta sẽ cùng quay lại và xem cô Phương chữa nhá. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Excuse me, I saw the ad for your department store on the internet, so I decided to stop by. You're having a big sale today, right? Does that apply to jewelry items too? Absolutely. Everything in the display cases is up to half off the full price. Did you bring the coupon that came with the advertisement? Actually, I printed it out but then forgot it at my office. I will come back after work to take a better look. Maybe I can get all my gift shopping done for the entire year. Number 32. Why did the man choose to shop at the store? Number 33. What does the woman ask for? Number 34. Why does the man say he will return at a later time? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and floor plan. Hi, welcome to Capital Bookshop. Are you looking for something in particular? Yes, I need a copy of a book called January's Flight. My friends and I are starting a book club next month. People say that it's a good one for generating a lot of questions and comments. That's true. It's one of my favorites. You can find it on the back wall of the store next to the cafe. The books there are arranged by author. Can I help you with anything else? No, thanks. But I think I'll browse for a little while. Number 62. Who most likely is the man?
Number 63. What does the woman say she heard about the book? Number 64. Look at the graphic. In which section is the book that the woman is looking for? Chúng ta cùng chữa bài các em nhé. Ở bài đầu tiên, câu số 1, tại sao người đàn ông lại lựa chọn để mua sắm ở cái cửa hàng này? Đúng không ạ? Và câu số 2 đó là người phụ nữ lại yêu cầu cái gì? Câu số 3 là tại sao người đàn ông lại nói rằng là người đàn ông sẽ quay trở lại sau, at a later time? Đúng không ạ? Thì đây là sẽ là cái script của bài các em nhé. Excuse me, I saw the ad for your department store on the internet, so I decided to stop by. You're having a big sale today, right? Does it apply to jewelry items too? Xin lỗi là tôi đã xem quảng cáo cửa hàng bách hóa ở trên internet, vì thế tôi quyết định là ghé qua, stop by, là ghé qua nhá. Có phải là hôm nay là cô có đợt giảm giá lớn không? Và nó có áp dụng cho những cái mặt hàng trang sức không? Absolutely, chắc chắn là chính xác rồi. Everything in the display cases is up to half of the full price. Did you bring the coupon that came with the advertisement? Chắc chắn rồi này, mọi thứ ở trong cái tủ trưng bày ấy thì đều là giảm giá lên tới 50%. Anh có mang theo cái coupon mà đi kèm với cái mã quảng cáo hay không? Actually, I printed it out, but then forgot it at my office. I will come back after work to take a better look. Maybe I can get all my gift shopping done for the entire year. Thực ra thì tôi đã in nó ra rồi, nhưng sau đấy lại quên ở văn phòng. Tôi sẽ quay trở lại sau khi đi làm về ấy, để nghiên cứu, quan sát rõ hơn, và có thể là tôi sẽ mua được tất cả những cái món hàng mua sắm về quà tặng của mình trong năm nay, trong toàn bộ năm, entire year. Đúng không? Như vậy là tại sao người đàn ông lại lựa chọn mua hàng ở đây? Có phải là nhân viên hữu ích không ạ? Không đúng không ạ? Có phải cửa hàng gần văn phòng không? Không nhá. Có phải là nhìn thấy một cái quảng cáo online không ạ? Đúng rồi đúng không? Và đáp án D là một người bạn. Ở đây là gợi ý cửa hàng. Cái này là đáp án C đấy các em nhá. Nhìn thấy một cái quảng cáo online mình đúng đấy ạ. Có liên quan đến bạn bè đâu đúng không? Đáp án C nhá. Ở câu số 2, người phụ nữ yêu cầu cái gì? Ở đây là người phụ nữ yêu cầu gì ạ? Thẻ tín dụng hay là coupon ạ? Coupon đúng không? Đáp án B nhá. À, một cái coupon đúng không ạ? Và câu số 3, tại sao người đàn ông nói rằng là sẽ quay lại sau? Vì đang muộn họp, vì là muốn đi cửa hàng khác, hay là phải gọi điện, hay là đã quên ở văn phòng ạ? Quên đúng không? Quên cái coupon ở văn phòng nên sẽ quay lại sau đúng không ạ? Ok nhá. Như vậy đây là cái bài đầu tiên của chúng ta, và các em thấy rằng là một cái bài short conversation liên quan đến shopping mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được đúng không nhỉ? Chúng ta cố gắng là tập nghe thật nhiều lên là mình sẽ làm được hết những cái bài như thế này nhá. Nhớ là câu này giúp cô đáp án sẽ là đáp án C nhá. Nhìn thấy quảng cáo ở trên internet đúng không nhỉ? Online advertisement. Và ở bài số 2, ở bài số 2 này chúng ta có một cái hình, một cái map như thế này. Đúng không ạ? Và câu hỏi thứ nhất đó là người đàn ông có khả năng nhất là ai? Câu hỏi số 2 đó là người phụ nữ nói rằng là nghe thấy cái điều gì về cuốn sách này? Và câu hỏi số 3 là nhìn vào cái hình đó và cái quyển sách mà người phụ nữ đang tìm nó sẽ là ở cái khu vực nào? Như vậy là có các cái khu vực, đúng không nhỉ? Đấy, các cái khu vực này ở đây là có cửa ra vào, có quầy thu ngân, và đây là các cái khu vực để sách, và kia có một quán cà phê. Rồi mình sẽ cùng xem script của bài này nhé. Hi, welcome to Capital Bookshop. Are you looking for something in particular? Xin chào, chào mừng đến với lại là cái cửa hàng sách này đúng không ạ? Có phải là bạn có đang tìm một cái thứ gì đó cụ thể không? In particular tức là cụ thể, đặc biệt, đúng không ạ? Người phụ nữ nói gì? Yes, I need a copy of a book called January's Flight. My friends and I are starting a book club next month. People say that it's a good one for generating a lot of questions and comments. Ở đây là gì? Vâng, tôi đang cần một cái bản sao cuốn sách có tên là January's Flight. Và bạn tôi và tôi đang bắt đầu một câu lạc bộ sách. Cái này là book nhá. Book club, một câu lạc bộ sách vào tháng sau. Mọi người nói rằng sẽ rất là tuyệt vời để mà đó sẽ là một tạo ra rất là nhiều những cái câu hỏi và những cái bình luận. That's true. It's one of my favorites. You can find it on the back wall of a store next to the cafe. The books there are arranged by author. Can I help you with anything else? À, đúng rồi, đó là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Bạn có thể tìm thấy nó ở cái tường phía sau của cửa hàng và gần quán cà phê, đúng không ạ? Và cái cuốn sách ở đó thì được sắp xếp theo tên tác giả. Và tôi có thể giúp bạn điều gì nữa không? No thanks, but I think I will browse for a little while.
Tức là cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng sẽ đi xem, browse, ấy là đi vòng vòng để xem ấy, xem thêm một lúc nữa. Như vậy, người đàn ông ở đây sẽ là ai ạ? Sẽ là một cái người gì? Có thể là một cái người gì ạ? Khi mà bạn tôi và tôi, đúng không, là đang muốn mở một cái book club thì sẽ là một cái người nhân viên cửa hàng. Không phải là người đàn ông, người đàn ông đây là cái người bán hàng, đúng không ạ? Thì sẽ là store clerk, chứ không phải là cái người mua hàng. Đó, như vậy là ở trong một cái bài nghe conversation, mình cần phải thể hiện rõ được cái vai, là ai là vai nào. Ở đây người đàn ông là người bán hàng, đúng không ạ? Store clerk. Và câu số 2, đó là người phụ nữ nói rằng là đã nghe thấy điều gì về cuốn sách này, thì là nó sẽ cung cấp cơ hội để thảo luận. Nó là cuốn sách đầu tiên trong một series, không phải nhá. Da Vinci là nó đã có một cái gọi là, nó đã là một cuốn sách bán chạy trong nhiều tháng, và đáp án đi là rất là khó cho bọn trẻ hiểu. Thì đáp án đúng ở đây là đáp án A, đúng không? Cung cấp cơ hội để hỏi đáp, bởi vì nói rằng là it's a good one for generating a lot of questions and comments. Nó là một cuốn sách rất là hay để tạo ra rất nhiều những cái câu hỏi và bình luận, đúng không ạ? Như vậy là nó sẽ là một cái opportunities for discussion. Và mình sẽ phải hiểu bài như thế nào mình mới làm được câu số 2 đáp án A này, đúng không ạ? Ok nhá. Và câu cuối cùng, bây giờ là cái cuốn sách này nó sẽ nằm ở cái khu nào ở trong cái này của chúng ta, đúng không? Thì nó sẽ là ở cái tường sau, back wall. Và bên cạnh cái cafe thì nó sẽ phải là ở cái phần fiction này, đúng không? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là fiction, bởi vì nó ở gần cái quán cà phê, đúng không ạ? Thế nhá, khó đúng không? Cô đã nói rồi mà, trick part 3 hoàn toàn không đơn giản. Và các em sẽ cần thêm rất là nhiều những cái tiết học như thế này nữa cùng với cô, thì chúng ta mới nâng cấp dần cái khả năng nghe của mình. Nhưng mà đừng quá lo lắng, bởi vì đã có những học sinh cô Mai Phương đạt 495 điểm nghe ở phần thi TOEIC format mới này rồi. Vì thế nên các em chỉ cần cố gắng luyện tập theo cái đề cương mà cô đưa ra, chắc chắn là các em sẽ thành công nhá. Cô sẽ còn gặp lại các em trong tiết học sau. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em.